Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi ra ngoài ruộng mình chích cá ăn nha cả nhà. Thì Dương sẽ không có quay qua máy trên này cho các bạn xem thôi nha. Rồi giờ mình đi nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà lúc mình quay về nha. Ở phía dưới này có cái cổng rào. Cái này thì chịu thôi sẽ phải lại nha. Anh nhìn đi qua. Dương tới cái kinh này nha. Thì cái kinh này nó còn nước hơi nhiều. Giờ Dương xuống Dương quơ được nhiêu quơ nha. Tại vì trời cũng đang mưa quá mưa. Đó, các bạn thấy cũng đang diễn mưa tối tăm mịt trời. Thì giờ mình xuống đây mình coi có gì bắt đó nha. Rồi. Xuất phát rồi cả nhà ơi. Chỉ có đi ra ngoài kinh này là trốn ra kinh này được thôi nha, chứ còn không có đi đâu được nha các bạn. Kỳ trời, nó rủng giờ. Okay. Quá trời.
Ngon chưa? Đó, các bạn. Đây. Ôi, vậy người luôn trời. Quả trưởng. Ở đây dân bụi nó có con nha các bạn. Đây. Giờ mình sẽ thả nó đi nha. Đây có con. Đây, hên quá chúng con lóc. Trước. Được não trong nổi đây. Hiện tại bốn con mới bắt con nào chứ. Mình bắt được con trên bờ. Mình đang đặt bây giờ mình con cái nha các bạn. Mình đặt cho nó chết luôn bắt luôn. Bây giờ anh bắt nào bạn, bắt nhanh luôn nha. Con chạy mất tiêu à, chắc mình chích nó không chết anh chạy à. Trôi nè. Trong này nè. Quá trời chết ngủ lự. Ba con có được hai con. Trời. Này nó ngậm con thôi, thả nó qua đi. Vô mặt luôn.
lâu lắm mới thấy được cá gô. Trời, à, chạy ghê vậy. Chích được mấy cái thì mình sẽ xin hai cái con súng đây nha cả nhà. Đây con súng này nó mọc quang, cái ao này nó mọc lên tự nhiên nè, thì cũng có nhiều người, người ta hái lắm, hay mình ăn mình hái đâu. Cái này ngày mai nó sẽ mọc nó nở rồi, giờ mình hái rồi. Có cá giờ hái một con súng gì nó có chua là ok. Cà phê bắt mấy cà phê chiên ăn nằm đây. À, cà phê bắt mấy con nè, thấy gỗ em bắt mấy con cho chiên ăn. Cà phê luôn xíu mà hả? Cái cà phê luôn sáu con cà phê không? Sáu bắt mấy con ăn sáu đây, bắt mấy cà phê này ăn nè. Đây đây gõ bắt cơm á. Bà đi lấy gỗ cho mấy cái ăn bà. Để ra lấy gỗ đựng anh. Ủa dính ra kìa. Có phi mà đây cá ở bên cái ruộng đó em có quay á, đi em quay á. Dạ ai anh không biết hả? À được rồi, được rồi. Ê,
Để hỏi về hũ chiên. Đây em coi còn mấy con cá rồi, bắt hai con ăn đi. Em muốn chia vậy mình đi sớm bệnh gì vào đây ăn, bắt con hai con ăn đây. Dạ hả? Đây các bạn, thì lúc nãy mình đi thì mình có thấy được món chúng nha, với lại được mới cá thì mình cho dày sớm này. Thì ai ăn thì bắt ăn, nhưng giờ mình không biết coi nữa. Cho mấy cá bự hay là còn cá nhỏ nhỏ không? Cá này mình hú chiên, còn con cá bự chà bá không lọt. Còn con bự luôn. Chị bên. Rồi. Bự quá chịu ra luôn hả? Đây. Đó. Thì lắp phần vào cái. Nè. Con chua nha. Cá này nhỏ này á mình làm muối chiên, còn hai con cá bự này nấu con chua đi. Đó. Còn được ba cá bự, cho được còn được ba cá bự. Đây là con cá lóc lớn nè. Đó. Rồi. Cứ còn cho xong rồi còn cá nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi. Mình con súng này mình nấu con chua với cá phi nha các bạn. Rồi, giờ mình bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye. Mệt quá.